Đối với những ai thường xuyên theo dõi Serie A, chắc hẳn đều biết đến Udinese, một câu lạc bộ được mệnh danh là điểm đen của các huấn luyện viên. Hàng loạt vị chiến lược gia vội đến rồi lại vội vàng ra đi bởi thành tích bết bát và tệ hại. Đã có 11 huấn luyện viên bị Udinese sa thải tính từ năm 2016 đến hiện tại. Sự thiếu ổn định này khiến họ thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Ấy vậy mà Udinese vẫn sống sót qua bao mùa để trụ lại giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng. Họ chỉ còn có thể sống như một chiếc bóng của mình trong quá khứ kể từ ngày huyền thoại của đội bóng Antonio Di Natale giải nghệ. Nhìn vào đội hình của Udinese trong những mùa giải qua, điểm sáng duy nhất đến từ tài năng của chàng tiền vệ người Argentina Rodrigo De Paul, hạt nhân quan trọng giúp đội bóng bao lần vượt qua ranh giới giữa trụ hạng và xuống hạng. Và sau đây, không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, ăn miếng bánh, nhấp môi một ngụm cà phê và cùng nhau đi tìm hiểu về chàng tiền vệ này nhé. Rodrigo De Paul sinh ra ngày 24 tháng 5 năm 1994 ở thành phố Sarandi, phía nam thủ đô Buenos Aires, Argentina. Với tài năng bóng đá của mình, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được mọi người gọi là thần đồng. Vào mùa hè năm 2016, sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Racing Club, Rodrigo De Paul được câu lạc bộ Udinese chiêu mộ. Anh giống như mảnh ghép cuối cùng còn thiếu ở vị trí tiền vệ cánh trái của đội chủ sân Friuli. Dù vị trí sở trường của De Paul là ở hàng tiền vệ, nhưng chàng trai 27 tuổi này có thể chơi được mọi vị trí trên hàng công. Sự đa dạng trong lối chơi là một trong những ưu điểm nổi bật của De Paul khi anh có thể thi đấu tốt ở cả trung lộ lẫn hai bên cánh, hỗ trợ sau lưng đồng đội hoặc đá cao nhất trên hàng công. Anh cũng có thể thi đấu lùi sâu ở trung tâm hàng tiền vệ khi cần thiết. Dẫu vậy, thi đấu như một tiền vệ sáng tạo trong sơ đồ 3-5-2 vẫn là vai trò chính của cầu thủ này ở Udinese. De Paul sẽ đá lệch phải cùng với tiền vệ cánh Brun Larsen và tiền đạo Lasagna hoặc Pusetto để tạo nên tam giác tấn công bên cánh phải. Điểm mạnh của De Paul là khả năng quan sát và tung ra những đường truyền quan trọng cho cánh của Larsen hoặc tuyến trên như Lasagna. Là một cầu thủ trưởng thành từ đường phố, tiền vệ người Argentina sở hữu kỹ thuật thanh thoát và xử lý bóng tốt trong không gian hẹp. Ngoài ra, Rodrigo De Paul còn có hai vũ khí khác là khả năng đá phạt hoặc sút xa, nên Udinese luôn trông đợi vào những tình huống tạo đột biến của anh mỗi khi họ gặp bế tắc. Ở mùa giải 2020-21, De Paul chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Udinese, ghi 9 bàn và có 10 kiến tạo sau 38 trận ra sân trên mọi đấu trường. Nếu những đồng đội như Kevin Lasagna, Ignacio Pusetto hay Stefano Okaka có khả năng kết thúc tốt hơn, số pha kiến tạo của De Paul đã không dừng lại ở con số 10 sau khi đã tạo ra 70 cơ hội ăn bàn. Trong khía cạnh phòng ngự, De Paul tích cực hơn bất cứ ai trong việc gây áp lực với đối thủ và đủ mạnh mẽ để giành chiến thắng ở các cuộc tranh chấp tay đôi. Vì vậy, chàng cầu thủ 27 tuổi là một trong những người thu hồi bóng tốt nhất của Udinese. Để đạt được thành quả trên, hiển nhiên cầu thủ người Argentina rất đặc biệt. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, De Paul luôn nỗ lực không ngừng để đưa bóng lên phía trước. Tiền vệ 27 tuổi có số lần dê dắt thành công nhiều nhất Serie A với 88 lần. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ Adama Traoré 118, Lionel Messi 110 và Javi Galan 91 làm được tốt hơn. Dù chỉ khoác áo một câu lạc bộ nhỏ như Udinese, De Paul vẫn chơi với quyết tâm và phong độ cao nhất, đồng thời tự nâng cấp bản thân để trở nên tốt hơn. Theo huấn luyện viên Luca Gotti, ngôi sao 27 tuổi đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc ở khía cạnh con người và trở thành một đội trưởng thực thụ. Cậu ấy luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho các đồng đội. De Paul luôn coi mình như một cầu thủ đang học việc, không thích khoa trương và tránh xa ánh đèn sân khấu. Một số người hâm mộ khi vô tình chứng kiến tài năng của chàng trai đến từ Sarandi trong màu áo Udinese đã không khỏi ngạc nhiên và tự đặt câu hỏi: làm thế nào mà một cầu thủ đẳng cấp thế giới vẫn mắc kẹt nơi đây? Ẩn đằng sau câu hỏi ấy là cả một ký ức buồn. De Paul thật sự cũng rất muốn rời Udinese để thực hiện ước mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Sports vào năm 2019, chàng trai 27 tuổi đã từng chia sẻ: tôi rất muốn phát triển và tiến thêm một bước trong sự nghiệp. Tôi cũng muốn chơi ở Champions League, không quan trọng đó là câu lạc bộ của Italia, Tây Ban Nha hay Anh. Nhưng đến bây giờ đã là năm 2021 và ở mùa giải vừa qua, người hâm mộ vẫn thấy chàng tiền vệ 27 tuổi còn khoác áo Udinese. Một câu chuyện thật buồn, nhưng ít ai biết, thật ra năm ngoái, De Paul tưởng sẽ rời khỏi đội chủ sân Friuli để chuyển đến Zenit Saint Petersburg.
bởi đội bóng này vào mùa giải năm ngoái đã giành được một suất tham dự cúp C1. The Pole đã rất hào hứng khi khoe thông tin này lên Twitter, nhưng chưa kịp để những người yêu mến anh cảm thấy vui mừng. Ngay sau đó, bài đăng đã bị xóa vội. Giấc mơ giản dị ấy tan vỡ một cách nhanh chóng khi Udinese nhất quyết giữ mức giá 30 triệu bảng, khiến Zenit Saint Petersburg bỏ cuộc. Để phần nào an ủi chàng tiền vệ người Argentina, Udinese đã trao băng thủ quân cho The Pole. Sau hai mùa giải mang băng đội trưởng, cuối cùng điều người hâm mộ mong đợi cũng đã đến. Atletico Madrid vừa công bố thông tin rằng họ đã mang chàng tiền vệ chơi nổi bật nhất đội tuyển Argentina tại Copa America 2021 là Rodrigo De Paul về với sân Wanda Metropolitano. Đọc được thông tin này, chắc hẳn những ai yêu mến De Paul rất vui mừng khi họ có thể chứng kiến cầu thủ mình yêu quý được ra sân tại đấu trường Champions League. Bản hợp đồng này thành công một phần nhờ sự tỏa sáng tại đấu trường Copa America. Tại đây, De Paul đã chơi tuyệt hay trong màu áo đội tuyển Argentina và giúp đội bóng lên ngôi vô địch. Tiền vệ sinh năm 94 chính là người có đường truyền dài chuẩn xác để Di Maria băng xuống hạ gục thủ thành Ederson. Theo thống kê, De Paul có 29 trên 37 đường truyền chuẩn xác, 11 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, 7 lần thu hồi bóng, có 2 đường truyền tạo cơ hội. Một trong số đó được Di Maria tận dụng thành công, một bị Messi bỏ lỡ ở những phút cuối. Với nguồn năng lượng vô tận, De Paul hoạt động năng nổ, tích cực di chuyển khắp mặt sân mà không biết mệt mỏi. Sự hiện diện của chàng tiền vệ 27 tuổi cho phép Messi không phải lùi sâu nhận bóng và điều tiết lối chơi như thường lệ, mà trọng trách đó hoàn toàn được giao cho ngôi sao mang áo số 7. De Paul không chỉ hỗ trợ tốt cho hàng công bằng kỹ năng thiên bẩm, mà còn miệt mài hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Thỏa thuận giữa De Paul và Atletico sớm đã đạt được từ trước lúc giải đấu Copa America 2021 diễn ra, nhưng phải sau khi giải đấu này kết thúc, đội bóng Tây Ban Nha mới công bố rộng rãi. Trở lại năm 2013, Simeone từng tuyên bố rằng De Paul là một trong những tài năng lớn nhất của Argentina, và sau 8 năm và hiện tại, ông đã chứng minh điều đó bằng việc biến chàng tiền vệ 27 tuổi trở thành học trò của mình tại Atletico. Ngay sau khi kết thúc giải đấu lịch sử, Rodrigo De Paul lên đường tới Tây Ban Nha để hoàn tất bản hợp đồng chuyển sang thi đấu cho Atletico Madrid. Nhà đương kim vô địch La Liga đã phải bỏ ra 35 triệu euro để mang anh về. Phát biểu sau khi gia nhập Atletico, De Paul cho hay: "Tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ gia nhập đội bóng đương kim vô địch La Liga. Tôi ý thức được trách nhiệm của việc này. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Hơn nữa, đây còn là thời điểm ngay sau khi tôi giành được danh hiệu Copa America. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi kỳ vọng. Tôi biết rất rõ về Atletico bởi vì tôi đã chơi ở Tây Ban Nha. Tôi rất vui khi có cơ hội làm việc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Simeone. Đầu tiên, ông ấy là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất hiện nay. Được huấn luyện viên tầm cỡ như Simeone hướng dẫn là một đặc ân. Bên cạnh đó, tôi còn tự hào bởi ông ấy là đồng hương của mình. Tôi lớn lên với việc xem Simeone thi đấu trong màu áo Argentina. Chúng ta hãy cùng chờ xem, ở mùa giải mới, cầu thủ người Argentina sẽ thể hiện tài năng của mình như thế nào sau khi lần đầu bước ra ánh sáng." Và trên đây là toàn bộ những phân tích của Cà Phê Bóng Đá về chàng tiền vệ Rodrigo De Paul. Hãy bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Và đừng quên cho Cà Phê Bóng Đá một subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé!